sở hữu 87 tỷ USD nhưng Bill Gates chỉ dùng đồng hồ Casio giá 200.000 đồng và ông còn không cho các con dùng điện thoại trước khi 14 tuổi. Các bậc phụ huynh có thể từng rất vất vả để tách con của mình khỏi chiếc iPad và họ sẽ thấy đồng cảm với tỷ phú công nghệ Bill Gates trong cuộc phỏng vấn gần đây của báo Mirror. Cho dù là người đi đầu trong công nghệ từng sáng lập Microsoft nhưng Bill Gates vẫn cấm con cái không dùng điện thoại di động trước 14 tuổi cấm dùng trong khi ăn tối và hạn chế thời gian xem trước khi đi ngủ. Tỷ phú Bill Gates có ba con, Jennifer 20 tuổi, Rory 17 tuổi và Phoebe 14 tuổi. Và cho dù là khi các con đã lớn, ông vẫn quy định thời gian dùng điện thoại nhất định. Ông thừa nhận rằng chúng tôi thường đặt ra thời gian không được xem các loại thiết bị để sau đó bọn trẻ đi ngủ vào một giờ phù hợp. Bạn luôn tìm xem điện thoại nên sử dụng và việc gì là tốt nhất đó là bài tập về nhà và giữ liên lạc với bạn bè. Chúng tôi không cho phép dùng điện thoại di động khi đang ăn. Chúng tôi cũng không cho con mình sử dụng điện thoại trước 14 tuổi. Và các con tôi than phiền rằng những đứa trẻ khác được dùng sớm hơn. Bill Gates cũng là người giản dị trong cuộc sống dù đang có tài sản khoảng 87 tỷ USD. Ông thường xuyên dùng chiếc đồng hồ Casio đơn giản với giá khoảng 10 USD, tức là khoảng hơn 200.000 đồng Việt Nam. Và món ăn yêu thích của tỷ phú 61 tuổi này là các đồ ăn nhanh ở Mỹ như McDonald's, Burger King. Trong một số lần phỏng vấn trước đây, tỷ phú cho biết với các con ông phải tự làm việc nhà và chỉ được cho một số tiền khiêm tốn để chi tiêu hàng ngày. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, Bill Gates cũng cho biết là ông sẽ dành phần lớn tài sản cho việc từ thiện. Bill Gates từng có một tuổi thơ khác thường khi ông lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố Seattle, Hoa Kỳ. Khi còn nhỏ ông đã học hết toàn bộ các bộ bách khoa toàn thư và thậm chí phải đến bác sĩ tâm lý kiểm tra vì dành quá nhiều thời gian trầm ngâm suy nghĩ. Dù đã biến đổi cả thế giới nhưng Bill Gates còn muốn biến đổi cuộc sống của hàng triệu người khó khăn. Vào năm 2000 ông thành lập quỹ từ thiện cùng vợ và trong 13 năm đã cho hàng tỷ USD để tài trợ cho các chương trình nhân đạo trên toàn thế giới. Hành động của ông đã thu hút các tỷ phú khác như Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook cùng tham gia dành tặng phần lớn tài sản cho các hoạt động xã hội. Trong các hoạt động nhân đạo, Bill Gates đặc biệt quan tâm đến vaccine. Ông nói, chúng tôi hy vọng đây sẽ là năm cuối cùng để không trẻ em nào trên thế giới bị bại liệt. Khoảng 1,6 triệu người bại liệt đang sống cuộc sống bình thường. Các chủ đề khác ông quan tâm là chống lại dịch bệnh toàn cầu và khủng bố sinh học. Và mong ước lớn nhất của ông là dành cho trẻ em thế giới Bill Gates nói rằng nếu tôi phải chọn một con số nổi bật nhất về hiệu quả của viện trợ phát triển thì đó là 122 triệu. Đó là số lượng trẻ em được cứu từ năm 1990 đến nay, ông khẳng định. Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng to lớn. Tất nhiên khi ông đã ưu tiên hàng đầu cho mọi đứa trẻ trên thế giới thì ông sẽ ít có thời gian cho con của mình. Bill Gates thừa nhận là mặt trái của thành công và công việc của ông là thời gian dành cho con cái bị ít đi dù vậy, Bill Gates nói với các con và người vợ của mình rằng chính là niềm hạnh phúc của ông. gia đình là niềm hạnh phúc chứ không phải là tài sản. ông nhún vai, có tiền không phải là tất cả. kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. xin trân trọng.